Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em. Hôm nay là ngày 30 tháng 7. Hôm nay em sẽ xuất ra một ít kỳ lá kẻ phong trần cả nhà nhé. Kẻ phong trần thì hôm qua có một bác ấy trồng một cái kỳ 51, đợt đó bác mình mua cái kỳ cũng to, nó phải to như này. Sau 25 bác cũng làm ra được rất nhiều giống. Thì đây là những cái này hôm qua em cũng phải đến em mua lại của bác ấy về để chia sẻ cho anh chị em. Đấy, cứ con giống mà lên kẻ đẹp này là em sẽ bán hộ nhá. Thì như này đi, đây là mấy cái này là những cái dòng này, là những cái cây này phong trần này, là những con này nó đang lên kẻ kém hơn này. Đấy. Đấy, bây giờ nó đang lên kẻ này nhá, mà nó cứ chuẩn giống là ok. Thế cho nên là những cái cây màu nó kém hơn thì bao giờ em bán cái giá nó cũng sẽ rẻ hơn những cái thằng mà màu nó lên đẹp như này rồi. Những cái này là về là có thể ghép tác phẩm chơi luôn được này nhá. Đầu tiên em cho các bác xem lại cái cây mẹ của cây phong trần sau 35. Năm thứ ba thì nó sẽ đạt thân thủ và lá rất là to. Đấy. Giống như cái cây hôm qua em quay đấy, là cũng bắt đầu bước sang năm thứ ba ấy, là đến cuối năm là nó sẽ rất là đẹp. Thì cây cây phong trần này là một trong những cây cũng nhân giống cũng rất là tốt và thân lá ổn định, gen cũng rất là nhiều năm ở tại vườn của em rồi. Đấy nhá. Thì ở cái loạt này thì em sẽ bán như sau. Thì giá của cái loạt này nó sẽ rẻ rẻ hơn cái mấy cái đợt trước em bán một chút này nhá. Vì là cái màu nó lên nó cũng đang lên thôi, nó kém hơn thì em sẽ bán rẻ hơn. Như con số 1 này này, con số 1 này là em bán là 900k này. Đấy, 900k cả nhà nhá. Nói chung là nó được khoảng tầm độ chắc được khoảng tầm gần 4 sen. Đang bắt đầu lên kẻ rồi. Đấy. Con số 2 to hơn. Đấy, em để này để mọi người xem đỡ phải nhấc cây. Con số 2 là 1100k, con này to hơn nhá cả nhà nhá. Đang lên kẻ rồi. Con số 3 là 1200k. Con này nó nhỉnh hơn một tí và lên kẻ đẹp hơn. Là 1200k. Đợt trước này con như này em phải bán tầm khoảng 1.500 cả nhà nhá, 1.400, 1.500 đấy. Đợt này còn một ít em bán rẻ đi. Tiếp theo là con số 456 này. 456 thì đồng giá là 1.400 cả nhà nhá. Đấy, mọi người thấy nó to. Con này là khoảng chục sen rồi. 4 này. Đang lên kẻ số 5 này, con này kẻ từ chân này. 5. Bọn này cứ về đón nắng mạnh thì là nó sẽ lên kẻ đẹp này nhá. 6. Con 6 này to nhất này. Đấy, các bác nào gọi trước thì được soạn trước nhá. 456 thì đồng giá là 1.400k một con. Tiếp theo là số 789, những cái dòng này là với cái giá này về các bác để các bác làm giống nhá. Đấy, 789 là đồng giá là 1.800 một con. Đấy các bác nhìn, đấy cây nó to hẳn cái bọn kia. Đấy, em để này các bác so sánh nhá. Đấy, nó to hơn, cao hơn. 1.800k, những cái con này nó phải tầm mười mấy sen này. Đấy. Chắc phải 15, 14, 15 sen này. Đang lên kẻ. Đấy. Là 1.800k một con cho số 789. Còn tiếp theo ở bên này là nó có 10 chậu này nhá, 10 chậu cũng là phong trần. Nhưng mà những cái dòng này là nó lên vàng luôn rồi, nó vàng luôn từ lá chân rồi. Và có thể về ghép tác phẩm chơi được luôn nhé. Những cái con này là nó được ăn nắng rất là khỏe mạnh. Cho nên là nó sẽ chậm lớn hơn cái bọn kia về chiều dài, nhưng màu nó sẽ lên đẹp hơn cả nhá. Đấy, màu nó sẽ lên đẹp hơn. Đây em cứ quay qua này đi, em cứ gọi là con này là con số, bắt đầu con này là con số 10 nhá. Em cứ để theo thứ tự này cho nó dễ này. Con này con số 10 này. Đấy. Dễ rất là khỏe nhá, dễ ấm chậu rồi. Vì cái ương tự nhiên rồi. Đấy, lên là con số 11 này. Rất đẹp. Đang vàng rưỡi. Đây, số 12 này cũng đẹp này. Lá nó bẩn bẩn, về các bác lau phát là nó bóng loáng luôn mà. Số 12 này. Số 13 này. Đây, số 14 này, con 14 này nó nhỉnh nhỉnh hơn, nó dài hơn một tí này nhá. 14. Số 15 này. 15 này lá vàng rất là đẹp. 16 này. 16 đẹp này. Đây 17, con 17 này là con to nhất này trong cái lũ này, nhưng mà đấy, màu thì lại kém hơn một tí cho cái lọ bù với kia. Số 18 này, con 18 đẹp quá cả nhà. 18 này. Đây số 19 này. 19. Thì từ số 10 này nhá, từ số 10 này
đến số 19 này thì em sẽ bán đồng giá, bởi vì con nào nó cũng đẹp, nó chỉ dài hơn nhau một tí thôi. Thì cái con dài hơn thì màu nó sẽ lại kém hơn một tẹo. Thì cái này thì em bán đồng giá là 1.100k một con nhá. 1.100k một con. Đấy. Thì mọi người cứ hình dung là như này, ví dụ như cái con này 1.100k đúng không? Với cái con số 2 vừa nãy đây, nó bên này nó 1.100k, con số 2 bên này nó to khoảng gần gấp 3 lần con này. Nhưng mà màu con này nó lên đẹp hơn. Đấy, thì là giá nó sẽ cao hơn nhá. 1.100k, nhưng mà đợt này em bán là cũng so với giá đợt trước là cũng rất rẻ hơn rồi đấy. Nhá. Đến đợt này là trong lô này toàn con đẹp nên màu đẹp lắm rồi. Nhá, từ số 10 đến số 19 là đồng giá 1.100k một con. Đấy, những bác nào mà mua thì nếu mà các bác ở khu vực mà đang bị cách ly nhé, thì các bác có thể chuyển khoản để em cho gửi lại cũng được, lúc nào hết dịch thì các bác lấy về. Đấy. Ngoài ra thì có hai con sọc núi chúa này, hai con sọc núi chúa thì cái dòng này cái dòng này nó rất là đẹp này nhá, bởi vì là cái dòng này nó lên một phát là nó sẽ ổn định luôn từ lá chân này nhá, 10 con thì cũng như 10 luôn, cho nên là những cái con nó ổn định như này thì nó rất là đắt. Đấy, và đặc biệt là lá nó cũng rất là dày, lá dày và nó vàng, rất là vàng luôn. Thì cái cây mẹ này hôm qua cũng quay cho các bác xem rồi. Đấy, cây mẹ nó cũng vàng ươm từ gốc lên đấy. Đấy, nhá. Thì cái kia có hai kia núi chúa này, thì cái kia thứ nhất này, kia này thì em bán là 3 triệu rồi, 3 triệu cho con núi chúa này. Dòng núi chúa bao giờ nó đắt hơn, con này dòng lá nhựa dày, lá nhựa dày và lên lúc nào nó sọc vàng ngay từ chân luôn. Còn cái con to này là em bán là 3.9 triệu này, 3.9 triệu này. Rất là đẹp. Rồi, ok, lần nữa em xin cảm ơn tất cả anh chị em sưu tầm cái cây nào thì anh chị em nhanh tay alo cho em nhé. Số điện thoại em là 0903 208 533. Em xin cảm ơn ạ.